Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 60 giây của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Mưa to kèm theo lốc xét, gió giật mạnh gây thiệt hại nhiều ở thầy sản ở Thái Nguyên. Tình trạng cung không đủ cầu nên đẩy giá heo hơi tăng. Xe hơi cho bệnh nhân đã lao thẳng vào bên trong phòng khám của Bệnh viện Nhi Đồng Nai trận đấu bù vòng 34 ngoại hạng Anh trên sân Tottenham, Man City cần 3 điểm. Thưa quý vị, nhận định về tình hình khí tượng thủy văn, từ tháng 6 đến hết năm nay, tổng cục khí tượng thủy văn dự báo sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão trên biển Đông, trong số đó dự báo có 5 đến 7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Cũng theo cơ quan này, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung từ tháng 9 tới tháng 11. Từ đầu năm đến nay trên cả nước đã xảy ra 13 loại hình thiên tai bao gồm mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, nắng nóng hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, sạt lở, sụt lún đất. Thiên tai đã làm 13 12 người chết, mất tích 21 người bị thương, 189 nhà sập đổ, hơn 25.000 nhà hư hỏng tốc mái. Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa to kèm theo lốc xét, gió giật mạnh trong đêm 12 và ngày 13 tháng 5, gây thiệt hại nhiều về tài sản ở nhiều huyện. Ước tính ban đầu số thiệt hại là trên 9 tỷ đồng. Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả. Các huyện bị ảnh hưởng gồm Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên. Toàn tỉnh có 230 ngôi nhà bị tốc máy, hai trường học thuộc thành phố Thái Nguyên bị ảnh hưởng nặng, trong đó trường tiểu học Phúc Triều bị tốc mái toàn bộ, hư hỏng nhà để xe của học sinh, nhà vệ sinh và nhiều trang thiết bị. Ngoài ra, thiên tai cũng làm gãy đổ 33 hecta lúa, 45,9 hecta rau màu, 3 hecta cây ăn quả tập trung, gần 218 hecta rừng, làm chết hàng trăm con gia súc, gia cầm. Hiện, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tại cơ sở giúp nhân dân khắc phục thiệt hại và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, tỉnh cũng tích cực khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống với diễn biến thiên tai trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin khác, Vịnh Nha Trang là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2005. Sắp tới, việc tham quan vịnh có thể sẽ được thu phí. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang dự thảo nghị quyết lấy ý kiến về việc thu phí tham quan toàn vịnh Nha Trang, thành phố Nha Trang. Dự thảo đưa ra mức phí cho khách du lịch người Việt Nam, người nước ngoài tham quan vịnh Nha Trang là 30.000 đồng một lượt. Trẻ em từ 6 đến 16 tuổi được giảm 50%. Bên cạnh đó, một số đối tượng được miễn phí vé. Đó là trẻ em dưới 6 tuổi, công dân cư trú tại Khánh Hòa, người dân và du khách tắm tại các bãi gian đất liền, cư dân sinh sống, thường trú trên các đảo, người khuyết tật đặc biệt nặng. Lý giải về việc giá vé máy bay tăng cao thời gian gần đây, Bộ Giao thông Vận tải cho biết có 4 nguyên nhân chính. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã đưa ra một số giải pháp. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Quy, có 4 nguyên nhân chính khiến giá vé máy bay tăng. Có thể kể đến do giá nhiên liệu và trên là tỷ giá. Hay có đến 33 máy bay phải tạm dừng để kiểm tra khắc phục động cơ, buộc các hãng phải thuê cả máy bay và phi công nên chi phí tăng cao. Ngoài ra, việc hành khách chủ yếu mua sát giờ trong dịp nghỉ lễ vừa qua cũng khiến giá vé máy bay tăng khoảng 20% so với bình thường. Liên quan đến vấn đề giá, Bộ cho biết đã ban hành quy định ra soát lại toàn bộ chi phí kê khai giá, yêu cầu tăng các chuyến bay đêm, dùng máy bay thân rộng trong điều kiện thiếu máy bay thân hẹp. Bên cạnh đó là tái cơ cấu thị phần vận tải hành khách bình dưỡng, thông qua đẩy mạnh việc khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có và đầu tư các tuyến đường sắt mới. Theo nhiều người nuôi phía Nam, giá heo hơi bán ra tại chuồng trong ngày 13 tháng 5 tăng khoảng 4.000 đến 5.000 đồng so với một tháng trước đó. Giá heo tăng mạnh dẫn đến nhu cầu tái đàn cũng tăng cao, nhưng vấn đề hiện nay vẫn là thiếu con giống. Cụ thể, mức giá heo hiện tại là 65.000 đồng đến 67.000 đồng một ký. Mức này cũng tăng 13.000 đến 17.000 đồng so với mức thấp của cuối năm 2023. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, trong quý 3 và 4 năm 2023, dịch tả heo châu Phi bùng phát mạnh nên nhiều trại nuôi bị ảnh hưởng. Vậy nên thời điểm này không đủ heo để xuất chuồng, cung không đủ cầu nên đẩy giá tăng. Tuy vậy, khả năng giá heo sẽ sớm ổn định. Theo nhiều người nuôi, mức lợi nhuận tốt chỉ có được khoảng hơn một tháng nay, còn trước đó và cả năm 2023 gần như chỉ huề vốn và lỗ do giá heo hơi chỉ quanh quẩn trên dưới 50.000 đồng một ký. Do đó, nếu tính xuyên suốt trong thời gian dài, nhiều người nuôi vẫn còn chịu thiệt. Trong phiên đấu thầu vàng biến SJC sáng nay 14 tháng 5, có 8 thành viên trúng thầu, tổng cộng 8.100 lượng vàng. Giá trúng thầu cao nhất là 87,73 triệu đồng một lượng, thấp nhất là 87,72 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC những ngày qua tăng giảm hàng triệu đồng mỗi lượng trong một ngày. Việc trước đông người dân đi mua bán lại càng khiến thị trường trở nên bất ổn. Ngân hàng nhà nước cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro. Dù giá vàng liên tục nhảy múa, nhưng chiều qua vẫn có khá đông người đến giao dịch tại trụ sở công ty SGC tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, lượng khách không đông như ngày giá vàng miếng SGC đạt đỉnh 92,4 triệu đồng một lượng những ngày trước. Thị trường vàng trong nước trộn rộn giá tăng liên tục, kéo giãn rộng giá vàng trong nước và thế giới, trở thành kênh đầu cơ trục lợi tạo nên bất ổn cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, giá vàng thế giới cũng biến động, Ngân hàng nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SGC, điều chỉnh đáng kể trong quy chế đấu thầu vàng nhằm tăng nguồn cung ra thị trường. Giá vàng miếng trong nước có thời điểm cao hơn giá thế giới 17 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý là chênh lệch giữa giá mua bán khá cao cho thấy sự thận trọng của các cửa hàng kinh doanh vàng. Thưa quý vị, đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vốn đã quá nổi tiếng với người ưa xây dịch. Nên lại thêm một lý do để du khách tìm đến thiên đường du lịch này, đó là được tận mắt chiêm ngưỡng hai bộ xương cá voi lớn nhất nước. Hai bộ xương cá voi tại di tích Lăng Tân, dài lần lượt hơn 22m và 18m. Lớn nhất là ông Đùng Đình Đại Vương. Còn cái ông nhỏ là, là có cái tước là Đức Ngư Nhị Vị Tôn Thần. Và cái tục thờ cúng các ông ở trên đảo Lý Sơn là đã có cách đây hơn 200 năm sau khi hai ông lị vào đảo. Tỉnh đã chi nguồn kinh phí trên 14 tỷ đồng để phục dựng và xây dựng nhà trưng bày những bộ xương cá voi to kỷ lục. Sau 200 năm được cư dân địa phương bảo quản và thờ cúng theo tín ngưỡng văn hóa miền biển. Năm 2023, riêng điểm du lịch này đã đón khoảng 150.000 lượt khách cái sản phẩm du lịch mới nhưng mà mặc dù vậy nhưng mà đây cũng là một cái tâm linh đối với một cái địa bàn mà trên địa bàn huyện đảo. Hiện chính quyền địa phương đang xác lập hồ sơ để trình tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận đây là hai bộ xương cá giòi lớn nhất nước. Tiếp theo trong chương trình. Vụ đâm xe liên hoàn giữa 7 phương tiện trên cao tốc Nhật Bản khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Lễ hội tên lửa tự chế thu hút người dân địa phương và khách du lịch về tỉnh Yasothon, Thái Lan. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Sáng nay 14 tháng 5, một vụ đâm xe liên hoàn giữa 7 phương tiện đã xảy ra trên một tuyến đường cao tốc gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Vụ việc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày giữa 4 xe tải và ba xe ô tô trên làng đường hướng về phía nam của tuyến cao tốc Shuto, đoạn qua khu vực Toda, tỉnh Saitama. Một số phương tiện bốc cháy sau va chạm, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt các đám cháy. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, sở cảnh sát đô thị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo các thông tin sơ bộ, vụ việc bắt đầu khi một xe tải va chạm với phương tiện khác giới chức đã phong tỏa đoạn đường xảy ra tai nạn để phục vụ công tác điều tra. Còn tại Ấn Độ, một tấm biển quảng cáo có kích thước 70 x 50 m bị đổ sụp vì mưa to gió lớn, gây thương vong gần 80 người. Đáng nói, đây là một biển quảng cáo bất hợp pháp nên có thể chất lượng lắp đặt dàn đỡ không được đảm bảo. Vụ việc xảy ra tối qua khi biển quảng cáo rơi xuống một trạm xăng ở trung tâm tài chính Mumbai. Lực lượng cứu hộ đã đưa được 8 thi thể ra ngoài đống đổ nát, máy xúc đã được điều tới hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm. Giới chức địa phương cho biết, khả năng có thêm 20 đến 30 người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Sau sự cố trên, thủ hiến bang Maharashtra tuyên bố bồi thường số tiền khoảng 6.000 đô la Mỹ cho thân nhân những người đã mất. Chuyển sang các thông tin khác. Australia đang cân nhắc khả năng sẽ đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế theo một dự luật nhằm cải thiện chất lượng giáo dục. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh số lượng sinh viên quốc tế tăng trưởng chưa từng có tại nước này. Trong một thông báo cho các bên liên quan, Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare và Bộ trưởng Nội vụ Clare O'Neill khẳng định, chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với các bên để đạt được kết quả hợp lý. Hiện chưa rõ con số giới hạn cụ thể, nhưng quy định mới sẽ không được áp dụng đối với các nghiên cứu sinh Ngành giáo dục Australia thừa nhận, sự tăng trưởng chưa từng có về số lượng sinh viên quốc tế là không bình vững, nhưng cho biết, tình trạng thiếu tài trợ kinh niên đã buộc các trường học phải phụ thuộc vào thị trường sinh lợi này. Tháng 3 vừa qua, số lượng sinh viên quốc tế ở Australia đã đạt mức cao kỷ lục là 671.000 người, tăng 15% so với năm ngoái. Sinh viên quốc tế mang lại 48 tỷ đô la Australia, khoảng 32 tỷ đô la Mỹ và 200.000 việc làm cho nền kinh tế Australia. Đây là ngành xuất khẩu lớn thứ tư của quốc gia này. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng số lượng sinh viên quốc tế quá cao đã khiến giá nhà tăng dọt, làm tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng nhà ở và gây ra sự hỗn loạn chưa từng có trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Thành phố Kharkov của Ukraine cách biên giới với Nga chỉ hơn 32 km và bị lực lượng Nga pháo kích gần như mỗi ngày. Đó là lý do địa phương đã thí điểm mô hình trường học dưới lòng đất giúp việc học tập được an toàn hơn. Trường học đặc biệt này bắt đầu mở cửa đón học sinh từ ngày 13 tháng 5. Nằm dưới lòng đất khoảng 6 m công trình được thiết kế để có thể chứa khoảng 900 học sinh, chia 2 ca mỗi ngày. Bà Marina Pritotko cho biết các con bà rất háo hức chờ đợi ngày đầu tiên nhập học. Lũ trẻ nhà tôi vui như hội vì chúng rất muốn đến trường để gặp lại những người bạn và cùng nhau chơi đùa. Theo thị trưởng Kharkov, mặc dù không giống như những ngôi trường bình thường khác, nhưng các lớp học ở đây vẫn có trang bị cần thiết để các em có thể yên tâm đến lớp. Ngày cũng như đêm, những ngôi trường bình thường của chúng tôi không có nơi trú ẩn, chỉ có các tầng hầm vốn hoàn toàn không đủ để tiến hành bất kỳ hoạt động giảng dạy nào. Trong khi đó, các lớp học ở đây lại được thiết kế hiện đại và chất lượng. Chính quyền Kharkov dự định xây thêm ít nhất 3 ngôi trường dưới lòng đất khi mà cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba và chưa biết đến khi nào mới kết thúc. Năm ngoái, thị trường nghệ thuật toàn cầu kém khởi sắc. Trong bối cảnh đó, các nhà đấu giá lớn hy vọng đợt bán đấu giá mùa xuân tại New York sẽ có kết quả tốt hơn. Nhà đấu giá Christie sẽ giới thiệu tác phẩm của các bậc thầy như Van Gogh, Picasso, Monet, Hockney trong đợt bán đấu giá mùa xuân. Christie hy vọng rằng khoảng 900 tác phẩm của họ sẽ mang về từ 578 đến 846 triệu đô la Mỹ. Còn Sotheby nhắm mục tiêu từ 549 đến 784 triệu đô la cho 700 tác phẩm của mình. Đợt này, các nhà đấu giá tổ chức đấu giá mùa xuân trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine và Trung Đông chưa có hồi kết khiến doanh thu đấu giá nghệ thuật toàn cầu năm ngoái giảm 14,5%, còn 14,9 tỷ đô la. Một nửa khách hàng đến từ Mỹ về châu Á là những người tiếp tục thúc đẩy thị trường nghệ thuật tranh. Một sinh viên người Pháp đã nhanh chóng trở thành ngôi sao mạng xã hội khi tranh thủ thời gian, vừa đảm bảo việc giao hàng, vừa thực hiện công tác thiện nguyện. Với biệt danh người giao hàng của tương lai, chàng sinh viên sống tại Rennes, Tây Bắc nước Pháp, tranh thủ giao pizza miễn phí đến người vô gia cư, song song hoạt động giao hàng bằng dáng trực điện. Tôi mong rằng mình mang lại sự thoải mái và yên tâm cho cuộc sống của họ, bởi họ không chỉ đối mặt cảnh bấp bênh về thu nhập thiếu thức ăn, mà còn chịu sự khắc nghiệt của thời tiết. Tôi luôn dành thời gian chờ để có được pizza vừa ra lò cho người vô gia cư. Những phần pizza miễn phí đến từ hai nguồn chính, hội chữ thập đỏ và một quỹ vận động nhỏ trực tuyến do chính anh thiết lập. Cuối tuần qua, người dân địa phương và khách du lịch đã đổ về tỉnh Yasothon phía Bắc, phía Đông Bắc Thái Lan để tham dự lễ hội thường niên kỳ lạ. Tại đây, hàng chục tên lửa tự chế được phóng lên không trung, khiến nhiều người thích thú. Những người tham gia chuẩn bị tên lửa rồi mang chúng đến khu vực phóng. Sau đó, những quả tên lửa được khai hỏa và bắn lên trời giữa những đám khói dày đặc. Lễ hội tên lửa là một trong những điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm ở Isan, mọi người nên tới đây với ba ngày tiệc tùng và một cuộc thi tên lửa đích thực đội nào có tên lửa bay cao nhất sẽ lên ngôi vô địch mặc dù việc phóng tên lửa thất bại là chuyện thường xảy ra những người tham gia sẽ bị loại và bị phạt tấm bùng nếu tên lửa của họ bị nổ tung mà không rời khỏi khu vực phóng tôi đã bay 16.000 cây số tới đây và đây là một trong những lễ hội điên rồ nhất mà tôi từng tham dự còn nơi nào khác mà bạn có thể đến gần các tên lửa như thế này sự kiện này còn được gọi là lễ hội tên lửa Bung Bang Phai, một nghi lễ truyền thống của Phật giáo Thái Lan. Theo truyền thống, những người tham gia lễ hội tin rằng việc phóng tên lửa sẽ thu hút thiện ý của các thực thể siêu nhiên, có khả năng thúc đẩy sự phát triển của cây lúa trong mùa mưa. Tiếp theo trong chương trình Bị giật dây chuyền hơn cả cây vàng 18, người mất của chống trả quyết liệt với hai tên cướp trang bị hung khí. Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án bắt 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi. Trở lại chương trình, thưa quý vị, chiều tối qua một tai nạn hy hữu đã xảy ra tại Bệnh viện Như Đồng, tỉnh Đồng Nai. Xe hơi chở bệnh nhân đã lao thẳng vào bên trong phòng khám bệnh. Bên trong phòng có y bác sĩ, một số bệnh nhi cùng người thân. Sự cố xảy ra khoảng 18 giờ 30, tài xế xe dịch vụ bỏ khách xuống, nhưng bất ngờ xe tiếp tục lăn bánh, đâm sầm vào cửa kính, lao vào bên trong. Phương tiện chỉ dừng lại khi đụng vào cột bê tông. Một bảo vệ muốn ngăn xe lại nhưng không được, do tốc độ xe khá chậm nên mọi người hô hoáng nhau tránh được. Lãnh đạo bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết không có ai bị thương trong sự cố trên. Tài xế chấp nhận bồi thường tài sản bị thiệt hại. Khoảng 10 giờ sáng nay, trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy, hậu quả một người nhập viện cấp cứu, hai phương tiện bị hư hỏng. Theo người dân chứng kiến, xe máy thứ nhất do một phụ nữ hơn 50 tuổi điều khiển chở theo một bé trai khoảng 6 tuổi lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ Tiền Giang về thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc xe đang đi gần đến điểm mở giải phân cách nơi có đèn tín hiệu giao thông đoạn thuộc xã Tân Lý Tây thì bà bất ngờ để trái qua đường Cùng lúc này, nam thanh niên hơn 20 tuổi điều khiển xe máy khác chạy cùng chiều từ phía sau trở tới. Hai phương tiện gia chạm vào nhau, cả ba người té xuống đường. Người phụ nữ bị thương được đưa đi bệnh viện, nam thanh niên và bé trai chỉ xây xác. Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Một vụ cướp giật dây chuyền hơn cả kè vàng 18 đã xảy ra vào hôm qua tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đáng nói là sự chống trả quyết liệt của người bị mất của, cùng sự phối hợp của người dân đã khống chế được một trong hai tên cướp. Sự việc diễn ra khoảng 18 giờ 30 trên quốc lộ 91, xe của vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Sơn chở theo con gái, bị hai tên cướp bám sát rồi cướp của. Tuy nhiên một trong hai tên té xe. Để chạy thoát, một tên đã rút súng, tên kia dùng dao. Lớn tiếng tri hồ, anh Sơn và người dân đã khống chế được một trong hai tên rồi giao cho công an. Tan vật thu giữ gồm một sợi dây chuyền vàng 18 cara, hơn 13 chỉ, một khẩu súng chưa giám định, một bình xịt hơi cay cùng nhiều tan vật liên quan. Được biết, từng có tiền án về tội cướp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Huỳnh Thế Vương kẻ bị bắt, sinh năm 1984, trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, lại tiếp tục cùng đồng bọn rủ nhau đi ăn cướp. Hiện đồng bọn Ngô Văn Hiếu đang bị công an truy tìm. Hôm nay, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết vừa phá thành công chuyên án bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Ba cháu gái đã được giải cứu trước khi các em bị lừa bán sang nước ngoài. Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ từ cuối tháng 4, công an và bộ đội biên phòng đã giải cứu ba cháu trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Từ đó đến ngày 8 tháng 5 thì tiến hành bắt giữ Sao Thị Thành trú huyện Tương Dương cùng với Lương Thị Biên và xeo Giang Hiên ngụ huyện Kỳ Sơn. Thủ đoạn của các đối tượng là vẽ ra diễn cảnh giàu sang nơi xứ người, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhẹ dạ cả tin của các nạn nhân và gia đình đưa các em vào bẫy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã móc nối với một đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài để bán các cháu gái nhằm hưởng lợi số tiền 165 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng này. Một con số gây choáng váng, 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP Việt Nam là thiệt hại được ghi nhận từ các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm 2023, thông tin từ Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin cung cấp. Các số liệu trên được thống kê từ gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến. 91% trong số này liên quan đến lĩnh vực tài chính, tăng gần 65% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn của gọi lừa đảo là 73%. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức và cầm đầu thường là người nước ngoài. Trong khi người bị hại đa phần thiếu cảnh giác, không có kiến thức về bảo mật thông tin và các hoạt động tố tụng hình sự. Trong năm 2023, các lực lượng đã đấu tranh khởi tố hơn 1.500 vụ án. Trong phần tin thể thao và cập nhật cuối chương trình, Sabalenka khá trực vật giành tấm vé vào tứ kết giải quần vật Rome mở rộng. Một xưởng làm nóng bảo hiểm chim trong biển lửa vào đầu giờ chiều nay Thông tin cập nhật thưa quý vị, tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, một xưởng làm nóng bảo hiểm trên đường Nguyễn Văn Cự đã chìm trong biển lửa vào đầu giờ chiều nay. Được biết cơ sở này đã ngừng hoạt động hơn tuần nay. Theo thông tin ban đầu, lửa bùng phát khoảng hơn 13 giờ chiều do bên trong toàn chứa vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm khu vực. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận Bình Tân điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Quanh hiện trường là nhà dân và xưởng keo. Lực lượng chức năng phải dùng máy bơm công suất lớn bơm nước trực tiếp dưới kênh gần đó để chữa cháy. Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt. Cơ sở bị đổ sập, một số xe máy cũng bị ảnh hưởng. Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai phát sóng trên hai kênh HTV7 và HTV9 lúc 6 giờ 30 phút. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.